to let you know that today I would like to show you how to make an origami paper. Let's start. Khán giả và quay giám khảo và quay vui tính thật sự. Dạ. Chị không lâu thì chị không xem được quay. Xem mấy cái thì người ra ba nhỉ. Today, I would like to show you how to make an origami Santa boot. Rất là đi mọi năm thì chưa có Covid, chưa có mét Google tung các thứ thì khi lên lớp 10 thì tôi nghĩ là này không thì lớp 10 học online, ở nhà học online đấy, học online nó có cái là lúc nào học cũng được mà nhá, mà nó mọi học một chứ nó đi chơi là học cứ mà học ở lớp 12 á. Vâng. Ừ, năm nay biết thi học bao giờ? Cái gì đây? Xóa một ít đi à. Xóa luôn á.
Ừ. Ôi trời nóng đây nóng đấy. Lấy hoa xong rồi mình mình nhớ tiếng mà chị ký chị phải làm cái tập dung mới chị xem phải khó hết được được chị chưa không chị nên tìm hiểu trên mạng ấy thế này chị cần nhân đấy chị lấy có training cho mình đấy không chị dạy qua thì mình cũng hay biết
Thank you.
Rớt này nhanh quá. Theo anh hồi cũng mắt tao hết mắt ấy.
Sao vậy ạ? Sáu. Chưa kịp sau luôn. 16 sợ luôn.
của mình rồi đấy. 2 gần 3 phút, hơn 2 phút nữa. Nhìn gì mà đang xong nhớ đến một cái ảnh. Bạn nên chụp gì nhỉ? Ôi, trời ơi. Mới chụp em, mới chụp em, cái xong rồi. Kìa là hai đứa chụp chung. Đấy nhưng mà nó có cái video này. Một đứa chụp. Sao cái chị bây giờ nó hay gì lắm. Còn nó lấy thì để còn chụp cá thường nữa. Đúng. Nó gì, nó gì rồi nó còn tầm cá thường nó chơi. Sợ. Thế may tâm lý kia là cũng tự ok, không không xấu lắm. Chỉ xấu lắm đi ạ. Để ăn lại cứ đến sinh nhật nó tùng. Má này cho nó. Con cảnh thế sự chị không biết luôn. Mặt thầm ra ngoài. Ôi, là đi phải bỏ sao cô. I hope you enjoyed my video. Don't forget to follow and subscribe to the channel to see more video. Thank you for supporting. Bye bye.